Theo phản ánh của người dân tại khu vực tổ dân phố số 9, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, những ngày gần đây có nhiều xe tải hoạt động vận chuyển đất phục vụ thi công đắp nền xây dựng dự án khu dân cư trên địa bàn. Một số xe làm rơi vãi đất ra đường làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vấn đề này đề nghị chủ đầu tư có chỉ đạo đơn vị thi công sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo đời sống cho người dân. Đây là tuyến đường Cách mạng tháng 10, đoạn qua nhà văn hóa tổ dân phố 9, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công. Phía sau nhà văn hóa là dự án hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 9 đang được triển khai đắp nền. Vì vậy, thời gian gần đây, thường xuyên có các xe tải vận chuyển đất hoạt động để phục vụ thi công. Trong quá trình hoạt động, một số xe làm rơi vãi, cuốn theo đất từ khu vực thi công ra đường Cách mạng tháng 10, khiến cho đoạn đường dài cả 100 mét có nhiều đất bẩn vương vãi. Do vậy, mỗi lần có xe đi qua, cuốn theo nhiều bụi bẩn làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân khu vực lân cận. Thấy như này rất là phản cảm, nó như thế mất vệ sinh là một hai nữa, rơi vãi ra đường lộ sạch này mai bụi mù này không được, chở vật liệu rồi thì chở đất cát rồi mà để rơi vãi này là cái người mà lái xe là phải có trách nhiệm vấn đề môi trường. Đi này là vẫn bụi lắm, những cái chỗ mà nó khô này nó bụi vào trong nhà cũng kinh lắm, nhà đóng cửa mấy cái lần cửa nó cũng bụi lắm, cũng muốn là đề nghị đến đâu là thu dọn sạch sẽ cho đỡ mất vệ sinh. Trước thực trạng này, đơn vị chủ đầu tư cần đôn đốc nhắc nhở đơn vị thi công có biện pháp khắc phục để đảm bảo môi trường sống cho người dân khu vực xung quanh dự án.